Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình lại có một chiếc hộp nhưng có 3 chiếc máy nhé, không phải là một sản phẩm đâu. Oppo R11 này, Xiaomi Redmi 5 Plus và 3 đó là Samsung Galaxy A70. Mình cũng mua ở cái shop này khá là nhiều rồi, nhưng mà cơ bản đây là một cái shop bán máy cũ mua lại từ những cái gọi là cơ sở khác nhau, sau đó bán lại, nhưng mà shop này thì chuyên gia là chưa test kỹ máy. Mình đã mua những cái chiếc máy trên cái shop này nhiều lần rồi, nhưng mà lần nào gần như là cũng phải phàn nàn. Đó, mua rất là nhiều nhưng mà được cái là giá nó rẻ. Sau đó thì nếu mà ví dụ mình phàn nàn ấy thì shop có thể là bớt thêm. Nhưng mà cơ bản rằng là anh em cũng cần phải biết test máy nhá. Test máy thật sự là ok thì mới được. Mình sẽ nhận được một cái bọc như thế này, không có sạc cáp gì nhá. Shop này thì không giống như là shop Thế Linh họ bán đại trà. Đây, đầu tiên là mình sẽ nhận được một cái chiếc máy, đó là Redmi 5 Plus. Ngoại hình chiếc máy này rơi vào tầm khoảng 90%. Đấy, bảo nó bị sáng ở phía bên dưới này. Đây, trong một cái màn hình trắng này, chúng ta sẽ nhìn thấy một vài những cái đốm. Đốm nhưng mà nó cũng chỉ nhẹ nhàng thôi, nó không phải là nặng nề quá đâu. 1, 2, 3 ở phía bên dưới này. Độ sáng cao lên để anh em có thể nhìn thấy rõ hơn. Hơi bị ám hồng nhẹ nếu mà chúng ta nghiêng. Và với cái chiếc máy này thì nó có dung lượng 4 và 64GB. Đây, 64GB bộ nhớ ROM cảm ứng này. Rồi, nói chung là vẫn trơn mượt, không sao cả. Cảm biến vân tay thử xem. Đó, cảm biến vân tay vẫn nhận rất là nhạy, khá ok luôn. Tốc độ nhận diện vẫn rất là nhanh. Mỗi tội rằng là khi mà chúng ta để trong một cái màn hình trắng thì nó có một vài những cái đốm như thế này, cảm giác nó không được khoái mắt cho lắm. Và cái chiếc máy Redmi 5 Plus này thì như lần trước mình cũng đã giới thiệu với anh em, đó là gì ạ? Nó chạy trên một cái phiên bản Android đó 8.1.0. Nó vẫn có những cái cử chỉ vuốt rất là mượt mà nhé. Cử chỉ vuốt tràn cạnh. Và thứ hai, đây là mình nhận được cái chiếc, nó là Samsung A70. Đó, ngoại hình này. Ngoại hình này thì rơi vào tầm cũng tầm khoảng 90% thôi. Xước sát cũng khá khá rồi. Và với cái chiếc máy này thì thấy bảo rằng là nó bị nứt nhỏ nhẹ ở phía bên dưới, rất là nhỏ thôi. Có ảnh hưởng đến màn một chút. Và với phần camera này thì mình thấy rằng nó cũng hơi xước này. Đó, khi mà mình nghiêng có một cái vết xước cũng khá sâu. Màn thì bảo rằng là nguyên zin. Độ sáng khá cao, cài đặt này, thông tin điện thoại, thông tin phần mềm. Chiếc máy này thì đang chạy trên cái nền tảng Android 11, bộ nhớ trong là 128GB, RAM là 6GB. Chạy con chip Snapdragon 675 nhé. Bộ lưu trữ này, 105GB khả dụng, 2.5GB trên 6GB. Nói chung là khi mà chúng ta mua một cái chiếc máy về để chơi game thì trên cái chiếc Samsung Galaxy A70 này quá là ok luôn. Màn hình to, dài, chạy con chip cũng khá là mạnh mẽ, Snapdragon 675. Và ở đây thì mình sẽ thiết lập xem là cái cảm biến vân tay của nó thì nhận đến bao nhiêu nhé. Đó, vẫn nhận ok nhé, vẫn nhận hoàn tất. Nhưng mà để mình thử xem là nó có nhận không. À, vẫn nhận mà. Vẫn ok đấy anh em ạ. Vẫn nhận vân tay nhé. Nói chung là vẫn ok mà, được nào. Cứ tưởng là bị hỏng cơ, nhưng mà vẫn nhận ok là ngon rồi. Và đây, cái chiếc máy thứ 3 của mình, đó là Oppo R11. Ngoại hình đánh giá rơi vào tầm khoảng cũng 90% thôi, 90-91% gì đó. Tại vì là do cái phần bên trên này nó bị cấn này, nó có một vài những điểm cấn nhỏ, góc này, các góc đều có những cái điểm cấn. Mặt lưng thì rất là trơn mịn nhưng mà những cái góc thì lại có những cái điểm cấn như vậy. Rồi, đây, về màn hình này, có một cái cảm giác rằng nó hơi bị ám vàng, ám hồng nhẹ.
hơi bị ám hồng nhẹ chút. Với cái chiếc máy này thì nó đang chạy trên một cái phiên bản Android đó là 7.1.1. RAM 4GB, ROM là 64GB, chạy con chip Snapdragon 660. Và shop thì cũng nói rằng là đây là một cái màn hình zin. Bình thường ra nếu mà anh em mua ở trên những cái shop ví dụ như Thế Linh Store thì họ thường là thay kính hoặc là ép kính. Còn với cái màn hình này thì nó là màn hình zin thì ngon hơn. Giá thì gần như là nó cũng tương đương nhau thôi. Cảm ứng thì vẫn trơn mượt, không vấn đề gì cả. Và camera trên cái chiếc máy này rất là nét luôn, rất là đẹp. Phải công nhận rằng Oppo luôn là mình ngạc nhiên về cái gọi là chất lượng camera. Rất ok luôn, được nào. Cái này thì mình chưa test vân tay. Trên chiếc Samsung Galaxy A70 này thì mình cũng chưa test về cái camera của nó, xem là có ok không. Camera vẫn không hề vấn đề gì cả. Nhưng mà camera trước này cảm giác nó hơi bị mờ mờ hay sao nhỉ. Còn với Redmi 5 Plus, chúng ta sẽ có bộ đôi camera vẫn ok, khá là sáng với camera trước. Rồi, trên đây là ngôi bài mở hộp của mình về ba cái chiếc máy mua ở shop này. Anh em có bất cứ một đóng góp nào thì có thể comment ở phía bên dưới video cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.